Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Tướng Nga dọa nghiền nát vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine. Tướng Nga tuyên bố việc chuyển giao vũ khí của phương Tây sẽ không giúp quân đội Ukraine đảo ngược tình thế ở tiền tuyến. Bất chấp vũ khí gì họ có thể cung cấp cho lực lượng Ukraine, họ cũng không thể đảo ngược tiến trình lịch sử và diễn biến trực tiếp ở tiền tuyến. Chúng tôi sẽ nghiền nát những lực lượng và năng lực mà họ đã triển khai. Tướng Apti Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmas của Chechnya, chiến đấu ở Ukraine, tuyên bố hôm 5 tháng 6. Ông Alodinov tuyên bố Nga sẵn sàng đối phó với tình huống phương Tây cung cấp vũ khí có khả năng tấn công lãnh thổ Nga cho chính quyền Kiev. Đây không phải điều hoàn toàn không thể đoán trước đối với chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó, chỉ huy Nga nhấn mạnh. Trước đó, ông Alodinov cho biết lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã được triển khai tới khu vực Kharkov, mặt trận vô cùng quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Các cuộc giao tranh khốc liệt đã nổ ra ở Kharkov phía đông Ukraine trong những tuần gần đây. Ông Alodinov đã ca ngợi đơn vị Akhmat luôn ở tuyến đầu kể từ những ngày đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ ở tuyến thứ hai, chúng tôi chưa bao giờ đứng sau bất kỳ ai. Rất hãnh diện khi chúng tôi được triển khai tới khu vực Kharkov này, chỉ huy lực lượng Akhmat tuyên bố. Chỉ huy Alodinov cho biết Akhmat đã thích nghi với việc triển khai lực lượng ở khu vực Kharkov. Nhiệm vụ chính là rời khỏi khu vực đã đóng quân trước đó và tiến vào các vị trí, phải đảm nhận nhiệm vụ, cũng như mở rộng mạng lưới liên lạc. Tất cả những điều này đã được thực hiện. Các đơn vị của chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động tấn công trong khu vực, chỉ huy Akhmat cho biết. Theo ông, lực lượng đặc nhiệm Akhmat cũng đã tiếp quản các khu vực mà họ cần kiểm soát để đối phương không thể tiến hành các hoạt động phá hoại và khủng bố ở đó. Đặc nhiệm Chechnya, lực lượng gồm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ, đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Lực lượng Akhmat được cho là có tới 4.000 thành viên. Tính đến nay, ít nhất 14 quốc gia bao gồm Anh, Canada, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Séc, Thụy Điển, Estonia, Đức, Đan Mạch và Mỹ đã bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do những nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Trước đó, Tổng thư ký NATO cũng cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí phương Tây để chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga. Quyết định này đã đánh dấu sự khởi đầu của một bước leo thang mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, gọi quyết định của phương Tây là sự leo thang nghiêm trọng của xung đột. Ông Medvedev cho rằng phương Tây sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng Nga chưa sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia đối thủ bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. Ông tuyên bố đây không phải là lời hăm dọa hay nói đùa. Ukraine đã tấn công các mục tiêu Nga bằng vũ khí phương Tây cung cấp. Chỉ vài ngày sau khi Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí do Washington cung cấp tấn công các mục tiêu Nga, Kiev đã tận dụng lợi thế mới tấn công một cơ sở quân sự của Moscow qua biên giới. Theo ông Yeho Chernyev, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Ukraine về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo, Kiev đã tấn công các mục tiêu Nga bằng hệ thống pháo binh do Mỹ sản xuất. Trong đó, lực lượng Ukraine đã phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga bằng một cuộc tấn công ở khu vực Belgorod, cách Nga khoảng 32 km. Ông Chernyev cho biết thêm, lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Ông Chernyev cho biết thêm, Ukraine đã phá hủy hệ thống tên lửa S-300 và S-400, nhưng ông không nêu rõ số lượng. Nga đã sử dụng các hệ thống này, bắt đầu được thiết kế để bắn hạ máy bay nhằm vào thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine, cách Belgorod khoảng hơn 70 km. Đây là lần đầu tiên một quan chức Ukraine công khai thừa nhận nước này đã sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công mục tiêu ở lãnh thổ Nga kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm tấn công như vậy. Trong nhiều tháng, lệnh cấm này được coi là ranh giới đỏ mà chính quyền Tổng thống Biden không vượt qua vì lo ngại về việc gia tăng căng thẳng với Nga. Khi mở đường cho Ukraine vào tuần trước, Mỹ đã áp đặt các giới hạn, nói rằng Kiev chỉ có thể sử dụng vũ khí tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga gần khu vực phía đông bắc Ukraine và cho mục đích phòng thủ. Hiện quân đội Ukraine chưa có phản ứng gì trước thông tin này, cũng chưa có bất kỳ xác nhận độc lập nào về thông tin mà ông Chernyev cung cấp.
nhưng các hình ảnh vệ tinh và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy đã có các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua. Một đoạn video từ kênh Telegram của Nga cho thấy thiết bị quân sự của nước này bị đốt cháy và cột khói xám cuồn cuộn sau cuộc tấn công hôm 2 tháng 6. Chuyên gia Đức, tấn công Nga bằng vũ khí NATO có thể gây chiến tranh toàn cầu. Bà Hengantjes Larocher, người sáng lập Viện Schiller của Đức, cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến leo thang xung đột, có thể ở quy mô toàn cầu. Sau khi Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga, bà Jeff Larocher nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng đây có phải là cách mà Tổng thống Mỹ Joe Biden cố gắng tránh Thế chiến thứ ba hay không? Sau khi Mỹ thay đổi quan điểm, Đức cũng cho phép Ukraine dùng vũ khí Đức để bảo vệ vùng Kharkiv trước các cuộc tấn công của Nga. Bà Jeff Larocher nhấn mạnh rằng Nga đã tuyên bố sẽ có phản ứng bất cân xứng đối với sự leo thang này. Mối nguy hiểm lớn nhất là cơ quan phương Tây đã tự thuyết phục họ tin rằng Nga chỉ đang nói chơi, trong khi họ nghĩ họ có thể tiếp tục luộc con ếch Nga, bà nói với hãng thông tấn TASS. Ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trên đài phát thanh rằng châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga. Nếu quỹ đạo điên rồ này không dừng lại, chúng ta sẽ sớm có Armageddon. Chuông báo động phải rung lên thật lớn để mọi người nghe thấy, bà Larocher nói. Ngày 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Mỹ đã cho phép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Ông cho biết Ukraine chỉ có thể dùng vũ khí Mỹ để tấn công các khu vực của Nga giáp Kharkiv. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi tấn công trong tương lai. Cùng ngày, Nội các Đức thông báo vũ khí của Đức có thể được sử dụng để bảo vệ Kharkiv khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ngày 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc lựa chọn mục tiêu và kích hoạt các hệ thống tấn công hiện đại có thể được các quốc gia phương Tây thực hiện từ xa hoặc là tự động mà không cần sự hiện diện của binh lính Ukraine. Ông nói rằng điều này được thực hiện bởi những bên sản xuất và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phải nhận ra họ đang chơi trò gì. Ngày 31 tháng 5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh tất cả vũ khí tầm xa được chuyển giao cho Ukraine đều do quân nhân NATO trực tiếp kiểm soát và những hành động như vậy có thể là cái cớ cho các cuộc tấn công trả đũa. Kết quả đầu tiên. Đầu tuần này, một quan chức cấp cao Ukraine ám chỉ Kiev đã tấn công hệ thống tên lửa bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây chỉ vài ngày sau khi các đồng minh chấp thuận việc tấn công vào đất Nga. Bất chấp những cảnh báo từ Nga, Ukraine đã thể hiện dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng làm quyết liệt khi đối mặt với thực tế mới. Điều đó khiến cho các nhà quan sát đặt câu hỏi về hàm ý của nó đối với cuộc chiến rộng lớn hơn. Trong bài đăng trên Telegram, nay đã bị xóa, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verechak đã đăng bức ảnh cho thấy vật thể dường như là chiếc xe tải quân sự đang bốc cháy. Nó đang cháy dữ dội, đây là S-300 của Nga. Trên lãnh thổ Nga, những ngày đầu tiên sau khi được phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ đối phương, bà viết. Phó Thủ tướng Verechak không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về vị trí của hệ thống tên lửa được cho là đã bị bắn trúng hay thời điểm tấn công. Bà cũng không cho biết có phải vũ khí của phương Tây đã được sử dụng trong vụ này hay không. Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Mỹ cũng viết trong báo cáo hàng ngày hôm 3 tháng 6 rằng lực lượng Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không S-300, S-400 của Nga ở tỉnh Belgorod, rất có thể bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS vào ngày 1 tháng 6 hoặc 2 tháng 6. Một số nhà phân tích quân sự phương Tây không tin Nga có thể phản ứng quá mạnh bất chấp nhiều lời cảnh báo gay gắt. Ông Michael Clark, giáo sư nghiên cứu chiến tranh tại trường King College London, nói với NBC News, Ukraine phải chứng tỏ họ có thể làm được điều này và S-300 là mục tiêu quân sự chính đáng. Ông Clark cho rằng Moscow có thể sẽ tìm biện pháp phi quân sự để đáp trả các nước NATO. Phản ứng hạt nhân vẫn hoàn toàn là một con cá trích đỏ, mang ý nghĩa đánh lạc hướng, dù họ tiếp tục nói ra điều đó có thể khiến đối phương sợ hãi. Ông Clark nói. Ukraine giành lại lãnh thổ ở Kharkov khi hàng chục binh sĩ Nga bị bắt giữ. Một quan chức quân sự cho biết lực lượng Ukraine đã bắt giữ hàng chục binh sĩ Nga ở tỉnh Kharkov trong bối cảnh có thông tin cho rằng Kiev đã giành lại được một số lãnh thổ trong khu vực bị bao vây.
khoảng 60 binh sĩ Nga đã bị bắt gần thị trấn Volchansk bị chiến tranh tàn phá, nơi các trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Naza Valostin, phát ngôn viên của nhóm chiến lược hoạt động Khotysia của Ukraine, nói với ấn phẩm địa phương Liga.net. Ukraine kiểm soát 70% Volchansk, nơi dân số trước chiến tranh là 17.000 người. Các cuộc đụng độ khốc liệt vẫn tiếp diễn sau khi lực lượng của Điện Kremlin phát động cuộc tấn công ở khu vực Kharkov vào ngày 10 tháng 5, chiếm giữ một số ngôi làng ở biên giới phía đông bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tổn thất của Nga trong cuộc tấn công Kharkov cao gấp 8 lần so với Ukraine. Newsweek không thể xác minh độc lập tuyên bố này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Julian Poker, một nhà phân tích dữ liệu mở của ấn phẩm Bill, đã chia sẻ đoạn phim trên X, trước đây là Twitter, lần đầu tiên được lan truyền trên Telegram. Trong đó có chủ đích ghi lại thời điểm quân Nga bị bắt. Poker viết, lính Nga dường như đã đầu hàng ở Volchansk, nơi này, cách nơi mà nguồn tin Nga cho là tiền tuyến hiện tại khoảng 600 mét về phía Bắc. Vì vậy, Nga dường như đang mất dần vị thế ở đó. Ông viết trong một bài đăng khác rằng, quân đội Ukraine đã tái chiếm một số khu vực ở đông bắc Volchansk, sử dụng quân tiếp viện thông qua phương tiện đặt cầu Biber do Đức cung cấp. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến sâu vào trung tâm và hiện cách cây cầu Vocha bị phá hủy khoảng 400 mét. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine hôm thứ Hai rằng lực lượng của Kiev gần đây đã lấy lại được một số vị trí ở Volchansk. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 2 tháng 6 cho thấy các lực lượng Ukraine đã giành lại được vị trí dọc theo phố Dukhona ở trung tâm Volchansk. Đoạn phim định vị địa lý bổ sung được công bố vào ngày 3 tháng 6 cho thấy các lực lượng Nga và Ukraine giao chiến cận chiến dọc theo phố Dukhona, cho thấy các lực lượng Ukraine đang phản công để giành lại lãnh thổ Nga kiểm soát các vị trí dọc theo đường phố. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết thêm, nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets lưu ý rằng các blogger Nga đang phàn nàn về việc Ukraine gia tăng các cuộc phản công theo hướng Kharkov và cảnh báo rằng các nguồn tin của Nga có thể tuyên bố trong những ngày tới rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công nghiêm trọng của Ukraine theo hướng này. Thưa quý vị, quân đội Liban thông báo một người đàn ông Syria đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut vào ngày 5 tháng 6. Lực lượng an ninh tại chỗ đã bắn bị thương nghi phạm. Hiện đối tượng đang được điều trị trong bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ra tuyên bố cho biết vụ nổ súng xảy ra ở gần lối vào tòa Đại sứ quán. Tuyên bố khẳng định các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán vẫn an toàn. Tháng 9 năm ngoái, một tay súng đã nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ ở Liban nhưng không gây thương vong. Cảnh sát Liban cho biết kẻ nổ súng là tài xế giao hàng và nguyên nhân của vụ việc là do thù hằn cá nhân với nhân viên an ninh của Đại sứ quán Mỹ. Các cơ quan ngoại giao và quân sự của Mỹ ở Liban từng hứng chịu nhiều vụ tấn công trong cuộc nội chiến năm 1975-1990 ở quốc gia Trung Đông này. Đại sứ quán Mỹ đã chuyển đến Aqaba sau khi xảy ra vụ tấn công liều chết vào tháng 4 năm 1983, khiến 63 người thiệt mạng. Tại hàng chục thị trấn và làng mạc nằm phía bắc Israel, khu vực giao tranh giữa lực lượng Tel Aviv và Hezbollah, các quan chức hy vọng còi báo động tên lửa hàng ngày sẽ nhường chỗ cho tiếng chuông trường học khi năm học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 tới. Tuy nhiên, cơ hội này là vô cùng mong manh. Trong 60.000 thường dân được sơ tán khỏi vùng chiến sự phía Bắc, có 14.600 người là trẻ em đang theo học tại các cơ sở được tái sử dụng làm nhà trẻ hoặc lớp học tạm thời trên khắp đất nước. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Israel cho biết, nước này đang chi 38 triệu đô la Mỹ để xây dựng các trường mẫu giáo và trường học mới ngoài tầm bắn tên lửa ở phía Bắc, có thể tiếp nhận trẻ em nếu cơ sở dạy học vẫn chưa đủ an toàn và sẵn sàng trước ngày 1 tháng 9. Sẽ mất ít nhất một tháng để chuẩn bị cơ sở dạy học cho trẻ, trong khi phần lớn các cơ sở này nằm trong các cộng đồng đổ nát, không thể tiếp nhận học sinh vào năm tới. Một số giáo viên cho biết là không có chỗ ở cố định, sức học của phần đông học sinh ở phía bắc Israel đã tụt dốc do phải sống cùng gia đình trong những khu vực chật chội, không đủ điều kiện diện tích để làm bài tập về nhà và ôn luyện lại kiến thức. Theo Bộ trưởng Giáo dục Israel, tỷ lệ học sinh bỏ học cấp 3 tại vùng sơ tán có thể lên tới 5%, gấp đôi mức trung bình toàn quốc.
Tôi không chắc chắn rằng tất cả công dân của Kiryat Shmona sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng có thể tìm ra giải pháp để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tại Gaza, không chỉ con người, hệ thống giáo dục của vùng đất này cũng bị tàn phá sau 6 tháng giao tranh. Cho đến nay, song song với cuộc chiến ở Gaza, các cuộc đọ súng ở mặt trận phía Bắc của Israel vẫn được kiềm chế để không leo thang thành một cuộc chiến tranh xuyên biên giới toàn diện, giống như cuộc chiến gần nhất giữa Israel và Hezbollah hồi 18 năm trước. Israel đang để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hoặc Pháp làm trung gian nhằm ngăn chặn các tay súng được Iran hậu thuẫn tránh xa khỏi vùng biên giới. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang nhận được khá nhiều tin tốt. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Mỹ cho thấy việc Tòa án New York có thể ra phán quyết tuyên cựu Tổng thống Donald Trump phạm tội hình sự đang tác động mạnh tới chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 4 tháng 6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đang sụt giảm sau khi bồi thẩm đoàn 12 người của Tòa hình sự Manhattan, New York, tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ kiện làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Thẩm đoàn dự kiến sẽ tuyên án với ông Donald Trump vào ngày 11 tháng 7 tới. Theo kết quả thăm dò của ABC News Ipsos, 50% số người được hỏi nói rằng bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết đúng với ông Trump. 51% đồng tình với ý kiến cho rằng cựu Tổng thống Mỹ đã cố tình có hành động bất hợp pháp trong trường hợp này và 49% nói rằng ông Trump nên từ bỏ tư cách ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay sau khi bị phán quyết là có tội. Cuộc thăm dò của ABC News Ipsos cũng cho thấy đương kim Tổng thống Joe Biden đã vượt lên dẫn trước ứng cử viên Donald Trump 2%. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò dư luận của hãng tin Reuters, 10% cử tri Cộng Hòa đã đăng ký nói rằng họ có thể không bỏ phiếu cho ông Trump, 25% cử tri độc lập đã đăng ký đưa ra quyết định tương tự. Theo Reuters, ông Biden cũng đang dẫn trước ông Trump 2% số phiếu ủng hộ. Còn kết quả thăm dò của Morning Consult cho thấy có tới 54% số người được hỏi đồng tình với phán quyết của tòa án, 51% đánh giá ông Trump không phù hợp giữ cương vị Tổng thống, 15% cử tri Cộng Hòa cho rằng ông Trump nên chấm dứt chiến dịch tranh cử 2024 sau khi bị tuyên có tội. Đáng chú ý, 7 trên 10 người được hỏi nói rằng các vụ kiện hình sự đối với tỷ phú Donald Trump nên được giải quyết trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới. Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích phiên tòa tại New York là bất công và đáng hổ thẹn. Ngày 31 tháng 5, ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo bản án này. Cùng ngày, các quan chức phụ trách tranh cử của ông Trump cho biết ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã huy động được thêm 34,8 triệu đô la Mỹ từ các nhà tài trợ trong vòng chưa đầy 7 tiếng đồng hồ sau phán quyết lịch sử vào chiều 30 tháng 5, theo giờ địa phương. Tối 4 tháng 6 theo giờ địa phương, cả hai ứng viên tổng thống là ông Joe Biden và ông Donald Trump đã có thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại một số bang. Ông Biden đã giành thắng lợi tại các bang Montana, New Mexico, South Dakota, New Jersey và thủ đô Washington DC. Về phía Đảng Cộng Hòa, ông Trump giành chiến thắng ở bang Montana, New Mexico và New Jersey. Bang South Dakota hủy bầu cử sơ bộ tại bang này đối với Đảng Cộng Hòa do ông Trump không có đối thủ nào. Ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, vẫn có tên trong lá phiếu bầu cử sơ bộ tại một số bang. Hiến pháp Mỹ không có quy định cấm một công dân phạm tội hình sự tham gia bầu cử. Trước đó, cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba diễn ra hồi đầu tháng 3 vừa qua. Ngày 4 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa cho biết Ủy ban này đang chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Donald Trump phải ngồi tù trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng. Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa Michael Wadley, Ủy ban này kỳ vọng ông Donald Trump sẽ chính thức được đề cử là ứng viên Tổng thống và sẽ chấp nhận đề cử tại Đại hội Đảng vào giữa tháng 7 tới. Tuy nhiên, theo ông Wadley, mọi kế hoạch cũng đang được chuẩn bị bao gồm khả năng cựu Tổng thống Mỹ phải ngồi tù trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Cộng Hòa. Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị bồi thẩm đoàn của một tòa án ở New York tuyên bố có tội đối với 34 tội danh làm giả giấy tờ kinh doanh trong vụ chi tiền bịt miệng thông tin bất lợi năm 2016. Ngày tuyên án được ấn định vào ngày 11 tháng 7, chỉ 4 ngày trước khi Đại hội Đảng Cộng Hòa khai mạc.
Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ kháng cáo và nhiều khả năng ông sẽ không phải ngồi tù trong thời gian kháng án. Alina Habba, một trong những luật sư của ông Trump, nói với đài BBC rằng cựu tổng thống là nạn nhân của truy tố chính trị. Luật sư Habba cho biết ông Trump có kế hoạch kháng cáo và sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống ngay cả khi bị ngồi tù vì có những người cần ông ấy. Theo một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos, trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, 10% cử tri đã đăng ký của Đảng Cộng Hòa nói rằng họ ít có khả năng bỏ phiếu cho ông Trump hơn sau khi cựu tổng thống bị kết án. Trong khi đó, 56% cho biết vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ và 35% nói rằng họ có nhiều khả năng ủng hộ ông Trump hơn. Tuy nhiên, khả năng mất 1 phần 10 số cử tri trong Đảng Cộng Hòa có ý nghĩa quan trọng đối với ông Trump hơn so với sự ủng hộ mạnh mẽ của 1 phần 3 số đảng viên Cộng Hòa, vì nhiều người trong số họ có thể bỏ phiếu cho ông bất kể ông bị nhận bản án nào. Trong số các cử tri độc lập, 25% cho biết việc kết án ông Trump khiến họ ít có khả năng ủng hộ ông vào tháng 11 so với 18% nói có nhiều khả năng hơn, và 56% cho biết việc kết án sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của họ. Phán quyết này có thể làm rung chuyển cuộc đua giữa ông Donald Trump và Tổng thống Joe Biden trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thường được quyết định bởi tỷ lệ chênh lệch ít ỏi ở một số bang chiến trường cạnh tranh, có nghĩa là ngay cả một số lượng nhỏ cử tri rời bỏ ứng cử viên của họ cũng có thể gây ra tác động lớn. Ông Biden và ông Trump đang trong cuộc đua sít sao, với 41% cử tri nói sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức, và 39% nói sẽ chọn ông Trump theo cuộc thăm dò khảo sát 2.556 người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc. Ngày 4 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế cấp quy chế tị nạn cho người nhập cư trái phép qua biên giới Mexico. Hôm nay, tôi công bố các hành động nhằm cấm những người di cư vượt biên giới phía Nam của chúng tôi một cách bất hợp pháp để được tị nạn. Người di cư sẽ bị hạn chế cấp quy chế tị nạn ở biên giới phía Nam, trừ khi họ đăng ký thông qua một quy trình hợp pháp. Những người tìm cách vào Mỹ hợp pháp, như thông qua lịch hẹn hoặc đi qua cửa khẩu, vẫn sẽ được cân nhắc cấp quy chế tị nạn. Nhưng nếu một cá nhân chọn không sử dụng con đường hợp pháp của chúng tôi, họ sẽ đến khi không được phép và theo luật pháp, họ sẽ bị hạn chế tiếp nhận tị nạn và ở lại Mỹ. Hành động này sẽ giúp Mỹ giành quyền kiểm soát biên giới của mình, tái lập trật tự trong quy trình này cho đến khi số người cố gắng nhập cư bất hợp pháp giảm bớt, hay giảm xuống mức mà hệ thống của chúng tôi có thể quản lý một cách hiệu quả. Theo sắc lệnh vừa được ký, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có thẩm quyền đóng cửa biên giới nếu số lượng người nhập cư vào Mỹ trái phép vượt quá 2.500 mỗi ngày. Các cửa khẩu sẽ được mở trở lại nếu con số này giảm xuống 1.500 người trong 7 ngày liên tiếp. Những người nhập cư trái phép có thể bị trục xuất hoặc đưa trở lại Mexico chỉ vài giờ sau khi vào Mỹ và sẽ có ngoại lệ đối với trẻ em không có người đi kèm, những người có vấn đề về sức khỏe và nạn nhân của các hoạt động buôn người. Những người nhập cư trái phép vào Mỹ qua biên giới phía Nam sẽ bị cấm quay lại Mỹ trong vòng 5 năm hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự. Người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela bị Mỹ trục xuất sẽ được Mexico chấp nhận. Một bước quan trọng khác mà chúng tôi sẽ thực hiện, và điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nước láng giềng Mexico thay vì tấn công Mexico, và điều đó đã có hiệu quả. Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy chặt chẽ với Tổng thống Mexico López Obrador, và tôi sẽ làm điều tương tự với Tổng thống đắc cử Mexico mà tôi đã nói chuyện cùng vào ngày hôm qua. Chúng tôi đã chọn hợp tác với Mexico với tư cách là một đối tác bình đẳng, và sự thật rất rõ ràng, nhờ những thỏa thuận mà tôi đạt được với Tổng thống Obrador, số lượng người di cư đến biên giới của chúng ta một cách bất hợp pháp trong những tháng gần đây đã giảm đáng kể. Không nằm ngoài dự đoán, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và Thủ tướng Modi sẽ tái cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Nhưng kết quả này lại không đạt được như kỳ vọng. Việc đảng của Thủ tướng Modi mất thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử được cho là một cú sốc lớn và cũng là đòn giáng mạnh đối với hình ảnh của Thủ tướng Modi, người đã củng cố ảnh hưởng vững chắc trong nền chính trị Ấn Độ suốt một thập kỷ qua. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng được Ủy ban bầu cử Ấn Độ công bố, khối Liên minh Dân chủ Quốc gia NDA mà đảng BJP cầm quyền là nòng cốt,
đã về nhất với việc giành được 286 ghế trong tổng số 543 ghế của Hạ viện Ấn Độ khóa mới. Ngay khi kết quả cuộc bầu cử Hạ viện được công bố, Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc họp với ban lãnh đạo và các đảng viên nòng cốt tại trụ sở của thủ đô New Delhi. Hôm nay là một ngày huy hoàng. Liên minh Dân chủ Quốc gia NDA sẽ thành lập chính phủ lần thứ 3. Chúng tôi rất biết ơn người dân. Đây là thắng lợi cho nền dân chủ lớn nhất thế giới. Như vậy, khối NDA đã giành được chiến thắng cuối cùng đúng như các dự báo trước bầu cử để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên, kết quả này không được như ý bởi NDA, đặc biệt là BJP, đã không thể tái lập chiến thắng áp đảo năm 2019. Trên hết, họ đã không đủ số ghế cần thiết để tạo ra liên minh chiếm đa số tuyệt đối tại Hạ viện khóa mới như từng tuyên bố trong cuộc vận động tranh cử. Kết quả bầu cử đã đặt ra câu hỏi về chiến lược của BJP. Sau hai nhiệm kỳ liên tiếp nắm quyền gần như tuyệt đối thì đảng BJP chiến thắng nhưng không thể giành được đa số tại Hạ viện khóa mới, cho thấy cử tri Ấn Độ đã có những thay đổi, có quan điểm khác về cục diện chính trị hiện tại của đất nước, với mong muốn đất nước có những điều chỉnh để mang lại ấm no thịnh vượng cho từng người dân. Ấn Độ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhưng theo các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử, cử tri vẫn đặc biệt lo ngại về tình trạng lạm phát cao và thất nghiệp. Rõ ràng là sau hai nhiệm kỳ cầm quyền, đảng BJP và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã xác định rõ mục tiêu, cách thức và xây dựng nền tảng để mang lại sự thịnh vượng cho hơn 1,4 tỷ người dân. Thành công của giai đoạn trước tới vào thời điểm BJP cùng các đảng trong liên minh nắm đa số tại Hạ viện Ấn Độ nên có thể dễ dàng thông qua và thực thi các chính sách lớn về kinh tế. Nhưng với tình hình hiện tại, khi không thể tự mình đứng ra thành lập chính phủ, khả năng BJP tập hợp đủ sự ủng hộ cần thiết để tiếp tục các cải cách hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Ấn Độ đặt tham vọng nâng đóng góp của nước này trong lĩnh vực sản xuất chế tạo của toàn cầu lên mức 5% vào năm 2030 và 10% vào năm 2047. Ưu tiên đẩy mạnh các ngành sản xuất trong nước cũng sẽ góp phần giải bài toán thất nghiệp cho kinh tế Ấn Độ, một vấn đề nhức nhối vốn chưa thể giải quyết triệt để trong thập kỷ qua. Chỉ khi nào mang tới công ăn, việc làm cho đa số người dân, Ấn Độ mới có thể mang tới sự thịnh vượng và cất cánh trở thành nền kinh tế phát triển. Trong những ngày qua, Đức, Thụy Sĩ và Italia đang phải chống chọi với trận lũ lụt lịch sử. Những dòng sông chảy xiết với mực nước dâng cao bất thường tràn vào đường phố khiến người dân nhiều vùng của ba nước phải sơ tán trong tình trạng khẩn cấp. Đến thời điểm hiện tại, có ít nhất là 5 người thiệt mạng, nhiều người mất tích, trong đó có 2 sĩ quan cứu hộ và hàng nghìn người phải sơ tán sau đợt mưa xối xả vào cuối tuần qua, gây lũ lụt trên diện rộng ở bang Bavaria, miền nam nước Đức. Mực nước sông Danube tại nhiều nơi đã đạt mức kỷ lục là 5,9 mét, khiến chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Rất nhiều người đã được sơ tán để đảm bảo an toàn, nhưng nhà cửa và tài sản của họ đã bị ảnh hưởng, thậm chí là hư hại. Chúng tôi nhận thức được những nạn nhân của trận lũ lụt sẽ mất phương hướng trong thời gian tới. Thậm chí bang Baden-Württemberg còn ghi nhận một đoàn tàu bị lật bánh do lũ lụt, khiến lở đất. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong tổng số 185 hành khách có mặt trên tàu. Các nhà điều hành đường sắt Đức đã cảnh báo về việc gián đoạn giao thông trên diện rộng trong những ngày tới do ảnh hưởng mưa lũ. Tại Thụy Sĩ, mực nước ở sông Rhine hiện đang ở mức báo động 3/5. Các nhà chức trách dự đoán mực nước sông sẽ tiếp tục dâng cao đến hết tuần này và sẽ chạm mức báo động nguy hiểm cấp 4/5. Nhiều ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến giao thông tắc nghẽn và xe cộ bị ngập nước. Nhiều tuyến đường quốc lộ Thụy Sĩ cũng ghi nhận tình trạng sạt lở. Đồng thời, chính quyền địa phương yêu cầu người dân di tản khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Lũ lụt cũng khiến 3 thanh niên bị cuốn trôi ở miền nam Italia. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể. Các thợ lặn, máy bay không người lái và trực thăng vẫn tiếp tục tiến hành tìm kiếm nạn nhân còn lại, dù hy vọng ngày một xa vời.